Trương Triết Hạng có con riêng, Triệu Vy sắp hồi sinh sau đợt thanh trừng khủng nhất lịch sử. Mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao vì một tin đồn cực hot. Trên Douban, một tài khoản đã chia sẻ thông tin cho hay một sao nam bị phong sát nay đã có con. Ban đầu, hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Ngô Diệt Phàm và Trương Triết Hạng. Tuy nhiên, thông tin thêm về bài viết này cho hay ngôi sao này từng đóng một bộ phim đam mỹ cải biên. Chính vì chi tiết đắt giá này mà CNET đều cho rằng người mà blogger nói đến chính là Trương Triết Hạng, sao nam bộ phim Sơn Hạ Lệnh đóng cùng Cung Tuấn. Hiện chưa rõ thực hư tin đồn này ra sao, tuy nhiên vào thời điểm trước khi xảy ra bê bối nhạy cảm, Trương Triết Hạng từng vướng scandal có bạn gái. Cặp đôi vướng nghi vấn đã cầu hôn ra mắt gia đình hai bên nhưng không chịu thừa nhận. Thậm chí phía bạn gái còn ra sức giúp đỡ nam diễn viên họ Trương và tuyên bố họ đã chia tay từ lâu, song vẫn coi nhau là bạn bè. Ngày 23 tháng 11, bộ phận phụ trách biểu diễn trực tuyến livestream của Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc đã công bố danh sách cảnh báo lần thứ 9 gồm tổng cộng 88 tài khoản mạng bị bêu tên. Đáng chú ý, trong đó có ba cái tên quen thuộc là Ngô Diệt Phàm, Trịnh Sản và Trương Triết Hạng. Ra đời từ năm 2018 với 358 chủ tài khoản bị cảnh báo trong 8 đợt công bố trước đây. Đây là lần đầu tiên giới chức Trung Quốc đưa ra những nghệ sĩ vi phạm pháp luật và đạo đức vào danh sách cảnh báo. Trao đổi với Nhân dân Nhật Báo, người phụ trách bộ phận biểu diễn trực tuyến cho biết những năm gần đây, bên cạnh các kênh như truyền hình, biểu diễn offline, ngày càng nhiều nghệ sĩ mở tài khoản trên các nền tảng phát sóng trực tuyến để thu lợi ích kinh tế thông qua livestream. Do đó, việc đưa các nghệ sĩ vi phạm pháp luật và đạo đức vào danh sách cảnh báo là xu thế tất yếu để bảo vệ một môi trường mạng trong sạch và lành mạnh. Cụ thể, Ngô Diệt Phàm đang bị bắt giữ về tình nghi hiếp dâm. Là nghệ sĩ có lượng fan hùng hậu, việc tài tử hóa ra anh vẫn ở đây vi phạm pháp luật bị đánh giá là gây ra hiệu ứng xã hội vô cùng tồi tệ. Giới chức Trung Quốc chỉ ra, cộng đồng fan của Ngô Diệt Phàm không ít đang ở lứa tuổi vị thành niên, còn chưa có nhận thức đầy đủ về pháp luật và ý thức cộng đồng. Trên thực tế, một bộ phận người hâm mộ quá khích công khai đăng những bài viết kêu gọi giúp thần tượng vượt ngục, bỏ trốn ra nước ngoài. Về phía Trịnh Sản, cô bị tẩy chay vì những hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng và tổn hại thuần phong mỹ tục như thù lao bất thường, hợp đồng âm dương, trốn thuế, hoạt động không phép và thuê người mang thai hộ rồi đòi bỏ con. Nhà chức trách đánh giá với tư cách là người của công chúng, Trịnh Sản nhiều lần chạm vào lằn ranh đỏ của pháp luật, phớt lờ giới hạn về luân lý và đạo đức, gây ra những phản ứng gay gắt trong xã hội. Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao Yêu Anh từ cái nhìn đầu tiên nhiều lần lên tiếng ngụy biện cho hành vi vi phạm, đồng thời kích động người hâm mộ liên tục đăng những bài viết ủng hộ, khiến chủ đề ngày càng lan rộng. Thậm chí một số người hâm mộ còn lạm dụng cơ chế khiếu nại và phản ánh công khai của cơ quan có thẩm quyền, gây ra ảnh hưởng tiêu cực. Đối với Trương Triết Hạng, anh bị cho vào danh sách cảnh báo vì công khai đến thăm những ngôi đền Nhật Bản có lịch sử nhạy cảm với người Trung Quốc, gây ra các cuộc tranh cãi gay gắt trong dư luận, dẫn đến làm tổn hại nghiêm trọng đến tình cảm dân tộc. Cũng như hai ngôi sao trên, phản ứng bảo vệ thần tượng của một bộ phận người hâm mộ thiếu ý thức tạo tác động xấu đến trật tự bình thường của xã hội. Đáng chú ý, cái tên Triệu Vy đã không xuất hiện trong danh sách đang kể trên. Trong khi đó, thời gian qua, nữ diễn viên dính nghi vấn bị phong sát ngầm do dính dáng tới Trương Triết Hạng cũng như những bê bối trong quá khứ. Mặc dù không có bất cứ văn bản nào của các cơ quan quản lý về việc cấm sóng Triệu Vy, tên của cô vẫn bị rút khỏi hàng loạt bộ phim. Nhiều bộ phim có én nhỏ tham gia như Mẹ Hổ Bố Mèo, Khang Hy Vi Hành cũng bị gỡ khỏi các nền tảng mà không có lý do cụ thể. Suốt thời gian qua, nữ diễn viên lặng tâm khỏi làng giải trí, nhiều tin đồn bủa vây và thậm chí nghi ngờ Triệu Vy đã bỏ trốn sang Pháp. Theo trang 163, Triệu Vy vẫn có lúc xuất hiện trên mạng âm thầm like bài viết của bạn bè cũng như chúc mừng sinh nhật cho một đạo diễn là bạn thân thiết của cô. Tuy nhiên, cô vẫn không có bất cứ cập nhật nào về cuộc sống của mình hiện tại. Trước đó, có tin đồn Triệu Vy đang tìm cách đưa đệ tử của mình Trương Triết Hạng trở lại màn ảnh, nhất là khi ngôi sao Sơn Hạ Lệnh đã được giải oan bằng văn bản xác minh không có chuyện phong sát bởi chính quản điện Trung Quốc. Vì lẽ đó, Triệu Vy đang cực lực giới thiệu Trương Triết Hạng cho một số hạng mục phim văn nghệ, những phim không có áp lực lưu lượng để thăm dò phản ứng của dư luận. Có thông tin cho rằng các đoàn làm phim khá e ngại việc tiếp nhận Trương Triết Hạng ở thời điểm hiện tại, song Triệu Vy không hề bỏ cuộc, én nhỏ sẵn sàng tận dụng mối quan hệ khủng nhất nhì showbiz của mình, cũng không tiếc tiền để dọn đường cho đàn em tái xuất. Trong thâm tâm Triệu Vy, có lẽ việc để Trương Triết Hạng rớt đài là điều hối hận lớn nhất thời gian gần đây. Chính vì vậy, cô mới tận lực tìm cách để người học trò Đông Sơn tái khởi, cũng là một niềm an ủi dành cho sư phụ như cô. Tuy nhiên, sau khi Trương Triết Hạng nằm trong danh sách cảnh cáo của chính quyền Trung Quốc, Triệu Vy dù quyền lực và nhiều mối quan hệ đến đâu cũng khó lòng đưa học trò của mình quay lại làng giải trí.